Hello, chào các bạn. Vâng, Balkany G6 không biết có phải Balkany thật hay không. Chỉ biết là trên Shopee ghi là Balkany G6 mà lần trước em mua làm clip ấy. Thì khi nhận được hàng không thể nhớ được hôm đấy các bạn biết rồi. Còn bắt đầu chưa xem clip đấy thì các bạn phải xem lại. Và không chạy được. Bởi vì là nó không có firmware trên thẻ nhớ này chạy. Thì em đã nghiên cứu mấy tuần nay và rất là nhiều bác ở trên kênh của em xem và có hỗ trợ em cho link. Nhưng mà em đang không được luôn. Đó, lắp thẻ nhớ vào thì cứ đưa như này. Con đang không biết phải bị lỗi hay không. Nhưng mà đợt nghỉ dịch này em có lên trên Shopee em xem thì thấy một con máy có cái hình dáng tương tự như con này. Em nghĩ là có thể là sẽ dùng chung main với nhau và em đã đặt về. Đó, đây ạ. Đây. Đó, em đã đặt về nhá. Thì ngày hôm nay em nhận được giá là 468.000, gọi là 467.000 đi. Và tên thì đơn giản thôi, ở trên Shopee thì ghi tên là máy chơi game điện tử cầm tay phong cách retro màu blue, số lượng một chiếc, em chỉ đủ tiền mua chiếc thôi. Và chiếc máy này có hình dáng ở trên Shopee là nó rất giống như máy này. Đó, rất giống như máy này, có điều là tên khác thôi. Và giá thành thì cũng xem nhau. Đó, thì hôm nay em đã mua về và em thử xem là liệu chiếc máy này có chơi được không. Và nếu mà chơi được thì chuyển thẻ nhớ chiếc máy này sang chiếc máy này thì sẽ như nào. Bởi vì hình dáng giống nhau như vậy thì em nghĩ là sẽ chung mêm với nhau. Và hôm nay em nhận hàng, em sẽ bóc hàng nha. Đó là ship từ Shopee, từ Trung Quốc. Cái bao quen thuộc cái này thôi. Rồi. Bao quen thuộc nha. Thì kênh của em lần này em rất là thích làm máy chơi game, bởi vì đấy là đam mê của em. Và cũng là đam mê của nhiều bác khác. Thế nên em mua về review của bác nào mà thích máy chơi game nào thì comment bên dưới, mà em chưa có thì em sẽ mua về luôn nhá. Thì bây giờ em sẽ mở hộp này. Đó, từ người Trung Quốc thì nó nguyên như này. Em sẽ bóc nha. 487.000 đây. 486.000 đây. Rất cẩn thận luôn, có thêm một cái bao xốp nữa. Nó không... Đây, các bạn nhìn thấy nhá. Đó, hình ảnh rất giống luôn. Mà hình 4.3 inch màu. Đó, ở trên hộp thì đơn giản như này thôi. Đây, nó như này này. Đó, các bạn nhìn thấy giống không? Rất là giống nhá. Đó, có tên là X60. Đây, còn cái hộp của chiếc G6 đây. G6 này em vẫn để nguyên hộp. Đó. Bởi vì đâu có chạy đâu. Và cũng... đã yêu cầu với Shopee phản hồi rồi và Shopee người ta không trả lời, nó thật là như vậy. Đó, mà người ta trả tiền luôn. Đó. Đấy nha, thì cái hộp đó cơ bản như này thôi. Đây là những chiếc máy mà được sản xuất bằng những xưởng nhỏ ở Trung Quốc thôi, chứ không phải của hãng Balkany đâu. Nó có lấy tên Balkany để dễ bán thôi. Nhưng chiếc máy này không phải là của Balkany, bởi vì em đã mua những chiếc máy của Balkany về thì nó phải có hộp của Balkany, logo của Balkany được in trên và sách sử dụng, tất cả mọi thứ đều là của Balkany. Nhưng đây là những chiếc máy sản xuất tại xưởng nhỏ thôi, hộp này thì chỉ là đóng thêm thôi, chứ nó không có thông tin nhà sản xuất gì cả, nơi sản xuất. Các bạn nhìn thấy nhà xung quanh hộp không hề có mã vạch hay là thông tin của nơi sản xuất, mà chỉ ghi các thông tin cơ bản là hình ảnh sản phẩm và các thông tin cơ bản là chức năng sản phẩm như này thôi. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này này, đây, nó có những chức năng nổi bật, cái này không biết là cái gì, đó, âm thanh hình ảnh gì đó. Đó, hỗ trợ màn hình của nó là đọc được HD, không hiểu gì có USB ở đây. Đó, hình ảnh sản phẩm thì nó như này, 4.3 inch. Đó, và màn hình màu để chơi game. Đây thì ở đây là nó là phiên bản có thể nhớ theo là 8GB nhé. Và em chọn là màu xanh, nó có 3 màu vàng, xanh và đen thì em chọn là màu xanh. Đó, màu xanh thì thực ra là cái màu xanh này không phải đâu, nó nhạt nhạt như này. Đó, tí bóc này thì sẽ biết, màu xanh. Đó. Phía bên này thì có các hướng dẫn như là nút bấm này. Đó, các nút bấm ở trên này. Nó không quảng cáo nổi bật như là cái sản phẩm G6 này. Thì nó có xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh, chơi game và làm USB lưu trữ. Còn sản phẩm này thì nó chỉ có đơn giản như thế thôi, nó không có gì nổi bật cả. Đó, thì bây giờ em sẽ mở hộp nha. Hộp đóng gói thì chúng ta là giống nhau lắm. Đây, rất giống nhau này, mọi người xem. Rất giống nhau nha. Đây, hộp đóng gói rất giống nhau luôn. Là một thôi, nhưng mà có hộp khác luôn. Và tên khác luôn. Đó, y xì nhau luôn bên trong này. Các bạn nhìn thấy y xì nha. Đó, bên trong thì đấy, nó có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, có ghi là game ở đây bằng tiếng Anh. Đây hình ảnh ở trên sách hướng dẫn sử dụng thì lại khác, lại không giống. Đây có dùng chung, có tên là P3000 X6A10 G39 và E6 dùng chung với nhau, không có G6 ở đây. À đây, đấy hình ảnh lại khác, là hình ảnh giống một chiếc PS Vita này. Đó, cái này thì mang tính tham khảo thôi, không dùng đến đâu, bằng tiếng Anh. Đây lần sau là thông tin bảo hành nhé. Đấy. Bên trong này thì có thêm cái này có thêm một cái tai nghe. Có thêm một cái tai nghe đẻo đẻo này thôi, tai nghe này chắc chỉ tầm 10.000 thôi. Đó. Có gì không đến đâu.
một cái dây sạc vào cái này nó vẫn dùng cổng mini USB nhé. Cổng này rất là lâu rồi, cổng này bây giờ chắc là không còn thiết bị điện thoại nào thương hiệu mà sản xuất cái cổng này nữa. Nhưng bao cái đi người ta đã dùng cái Type-C rồi, giống như điện thoại bình thường rồi. Hoặc ít nhất không phải là micro USB. Nhưng mà riêng con này nó vẫn dùng mini USB ở đây, cái dạng thuộc cái dạng là main đời cũ và để sản xuất lại thôi, giống như chiếc máy MP5 ấy. Đó, đây, sản phẩm đây nhá. Đây, trong bao này. Không khác Pocketdi Z6 là máy luôn. Đây. Không khác là máy luôn, IC luôn đấy. Đó. Đây, và lần này thì có dạng thẻ nhớ, thế nên là có khả năng chơi được rất cao. Đây, nó giống hệt này, nó thì này, giống IC luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ mở nguồn nha. Đây, cũng không cần giới thiệu nhiều đâu, mở nguồn lên thì sẽ giới thiệu cho các bác sau, bởi vì giống Pocketdi Z6 lắm. Đấy nha, cũng tương tự như vậy, nút nguồn này, cắm tai nghe này, chân sạc này, mic này. Đó, bật lên thì nhảy IC này. Nó có cái nút D-pad, nút A-lock này, nút chức năng ở đây. Đó, IC nhé, bật lên thôi hẹp. Đây, nó đang đọc thẻ nhớ này. Đó, màn hình con này có vẻ như không đẹp bằng bởi vì nó có một lớp kính tráng ở bên trên. Còn màn hình con này là nhìn thẳng xuống màn hình luôn. Đó, hai con này chắc chắn là giống nhau luôn. Đó, rất là nhiều game. Và việc đầu tiên thì là chúng ta cùng xem chưa được những game gì nào. Đây thì toàn tiếng Trung Quốc thôi, bởi vì file ROM là của Trung Quốc nên người ta có vào. Mình có thể là rút thẻ nhớ ra, mình copy file ROM của riêng mình vào được. Trong đó là có SFC, có nghĩa là Super Family Computer SNES ấy. MD, game NES, game Mame, game máy thùng ấy. Đó, game Boy Advance. Đó, game Boy Color. Đó, chỉ chơi được 6 thể loại game như vậy thôi, không chơi được game Boy trắng đen. Cái này nó tương tự như chiếc máy MP5 rồi mà. Đây thì có thể được xem được video, có thể nghe được nhạc. Đó, có thể xem được thư viện ảnh này. Đó, có cả máy tính luôn, có folder. Đó. Tương tự đó, trên này thì có rất là nhiều game nó cài sẵn tích hợp như thế này. Đây là một số game của Trung Quốc, đó, có ở con tra đây. Để vào nhanh, cái này tương tự như chiếc máy MP5 thôi, dùng hơi giật. Đó, thì bây giờ là chưa trải nghiệm game vội. Em sẽ rút thẻ nhớ được máy này và em sẽ lắp sang chiếc Pocketdi Z6 xem có chơi được không. Nếu mà chơi được thì em sẽ copy dữ liệu và chúng ta phải chơi được hai cái liền. Đó, thân mình nhá. Rút thẻ nhớ ra này. Đây, theo là một thẻ nhớ 8GB nhá. Đây, tắt luôn chiếc Pocketdi Z6 đi. Chơi được thì coi như là mình sửa được một con khi mà có firmware gốc được cung cấp ở chính nhà máy. Đó. Đây, tương tự. Không biết là có dùng được không. Đây, đang đọc này. Đó, dữ liệu là dùng được nhé. Đó. Đây, không bị đơ rồi. Ok. Đó, chính là cái file ROM rất là khó kiếm luôn. Đây, bác nào mà cần file ROM này thì em sẽ chia sẻ lên. Ok, thì bây giờ chuyển ngôn ngữ vào đây nhỉ. Đâu nhỉ? Toàn tiếng Trung này. Chắc là đây rồi. À không phải, đây là tắt màn hình chứ. À đây. Đó, tiếng Anh này. Nhưng không có tiếng Việt đâu nhé. Tiếng Việt là có chắc sai phông. Chữ Hán giản. Chữ Hán giản này chính là tiếng Việt ấy. Đó. À, tiếng Việt đầy đủ luôn. Đó, trò chơi này. Đó, rất là đầy đủ luôn. Trò chơi này video luôn. À, video, âm nhạc, ảnh, máy tính, folder, sách điện tử, lịch. Đó, rất là ngon. Bây giờ tí em sẽ copy cái thẻ nhớ này sang nhé. Tuyệt vời, tự nhiên em mua thêm một cái để chơi được. Đó, nhưng mà trong game file ROM vẫn là tiếng Trung thôi. Đó, bây giờ sẽ chơi thử nhé. Game Boy xem là có game gì nào. À, tự nhiên là mua thêm một cái là được chơi luôn, hai cái. File ROM các bác hỗ trợ cho em trên mạng rất là nhiệt tình luôn. Nhưng mà em đào về không biết bao nhiêu file, đều không chơi được. Đều lắp vào là đơ luôn, đều thể nhớ luôn. Nhưng là cái phải mua một cái, thấy hình ảnh nó giống như mua thôi chứ không dám mua một cái Pocketdi Z6 khác. Bởi vì sợ mua về nó lại không cho thể nhớ như chiếc máy này. Thế là mua một cái có hình ảnh giống, bởi vì xem trên mạng giống y xì luôn. Thì chắc chắn là dùng chung main với nhau. Và chung main với nhau thì là nó sẽ dùng được. Đó, và đúng như vậy, và khi em mua đã dùng được chiếc Z6 rồi. Đó. Bắt đầu chơi nhá. Đây là cái file ROM này tương tự những chiếc máy MP5 khác.
Đó, thế là chơi nó sẽ không được mượt mà đâu. Không thể nào mà chơi bằng, thậm chí là không bằng cái con M3S mà em vừa mua ấy. Thậm chí chắc chắn là không bằng con M3S mà em vừa mua luôn. Còn file game của những chiếc máy này là chúng ta lại có được, có game, có nhạc, có phim mà chúng ta lại xem được nhá. Đây. Toàn ROM với tàu thôi. Cái này mà chốc để download tiếng Anh về mà cóp. Đấy, tao cái đầu này thì không được. Đây là cái firmware của chiếc máy này em thấy đẹp hơn rất là nhiều. Cảm tưởng như chúng ta có thể cài được thêm mốt được ROM khác vào. Đó. Giống với cả máy chơi game này chơi hơn. Đây này. À, mà có chơi được nhiều thể loại game hơn. Đó, tí thử lấy thẻ nhớ chiếc máy lắp sao cho có chơi được không? Chắc không được. Đây, toàn thế đầu thôi. Này bác là mà mua thì tốt nhất là nên góp lại toàn bộ data game thì mới chơi được. Đó. À và chơi game thì đến không nút ra thắng đâu, bởi vì đây chỉ là game Game Boy thôi. Đó, chứ không phải là game Metal Slug. Chơi game cái roi rất là mượt nhé, mà cái ba rất là mượt rồi, chúng ta chỉ cần đơn giản là copy game vào là chơi được. Thoát lên nuôi chính kiểu gì vậy, chả nhẽ là phải đi xét lại, chắc phải đi xét lại mà. À, phải cắm thẻ nhớ ở con này vào xem nào nhé. Đây, cái ghét nhất là cái con này ấy, là khi cắm thẻ nhớ vào nó bị lồi lên này, đó, nó rất là nhạy nha. Con này chơi khá là ngon đấy, mà con này có hơn 300 thôi. Chơi con này hay hơn, màn hình không to bằng con này nhưng mà nó là file ROM hiện đại hơn so với file ROM MV5 đời cũ của những chiếc máy này. Đây. Ok thì sẽ copy cái thẻ nhớ này vào cái thẻ nhớ này. Đây là một cái thẻ nhớ của một thiết bị chơi game khác thì phải, mà là 4GB. Ok, lắp thẻ nhớ không đúng là đây này, nó báo là thẻ nhớ không được hỗ trợ này, bị giảm không được hỗ trợ này. Nó vào sẽ không có dữ liệu gì cả. Ok. Đó, thử chơi trên con này xem nó như nào. Đánh giá chính là con này, tự nhiên lại sửa là con G6 lại chơi con G6 mất. Đi xì với nhau thôi nha. Bỏ qua nhìn nhá. Thiết kế không khác thế nào luôn, từ bên trên bên dưới cho đến những cái ốc và loa thì em mở ra thì bên trong nó thiết kế hai chỗ để lắp loa và có hai chỗ để hàn loa cho có thể cho loa stereo luôn, nhưng mà nó lại không làm thêm một cái loa đấy nữa, mà thiết kế có lại không làm thêm, nó đục thêm một cái lỗ và làm thêm cái loa nữa chắc chỉ mấy nghìn thôi, thì trông có vẻ xịn xò hơn, bởi vì cái này có hỗ trợ hai loa, bảo là có chụp ảnh giống như chiếc PAGD6 kia chứ không hề có máy ảnh nha. Đó. Đây bây giờ sẽ chơi trên chiếc máy này là sẽ có tiếng Việt tiếng Hán giả đâu nè. Đó. Đây ngôn ngữ lại chắc chắn là có rồi, bởi vì nó là cùng một file mà. Đó. Chuyển sang tiếng Việt luôn. Không hiểu sao bọn Trung Quốc lại dịch thành tiếng Hán giả. Nó va mà. Đó, y xì nhau mà. À, chơi thử một game mà. Mấy cái này nó cái máy Super NES lại không để tên tiếng Anh thì chúng ta sẽ không hiểu là cái gì. Game này thì có đơn giản thôi, đào về là có thôi. Bác nào mà cần video hướng dẫn thì em sẽ làm cho một video hướng dẫn có game về những chiếc máy này. Đó. Game net thì lại có tiếng tiếng Anh một chút. Thôi cứ chơi gầy ba đi. Dạ. Yogo này. Gầy ba là game anh em thích nhất ở trên những chiếc máy chơi game cầm tay. Rất là nhiều Mario ở đây. À, đang mở file. Đi này bạn, ấn nhầm nút lại văng ra mất.
Nút B là nút thoát, nút A là nút chọn. Hơi khó làm quen một tí. Toàn thấy tàu thôi, phải ra là hết. Mà bọn Trung Quốc nó vỡ thế. Không biết là game này bản gốc ngày xưa người ta bán măng thì không biết là có tiếng Trung hay không. Mà bây giờ trên những chiếc máy chơi game của chúng nó là toàn tiếng Trung hết. Đó, ba đô này, rất là mượt nhá, chơi những game boy này rất là mượt. À, đây là tiền trả tiền to lên bao nhiêu rồi. Chất lượng âm thanh khá là tốt. Một số máy MP5 mà ngày xưa cái hồi em còn đang là sinh viên ấy thì em thấy là nó chỉ chơi được 2 mét thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó đã chơi được cả Game Boy nữa. Mà chơi Game Boy thì mới bỏ là chơi, chứ chơi Game Net thì nó quá là cơ bản rồi. Chơi Game Net thì nó bây giờ những chiếc máy mà màn hình màu hôm trước em mua nó có hơn 100.000 là có thể chơi rồi đúng không? Là còn chơi được 2 tay, phải chơi được chiếc GBA. Những chiếc máy này thì máy bỏ để chúng ta bỏ tiền để chúng ta mua. Đó, MP5 như con này cũng được. Thì MP5 nó hơn những chiếc máy chơi game retro khác ấy. Như chiếc máy này này, ở một cái là nó có thể nghe nhạc, xem phim, nghe nhạc, xem phim được, và có thể làm sách điện tử cũng như là để ghi chú hay là ghi âm, cũng là khá đa chức năng. Đấy là cái lợi thế của máy MP5. Nhưng mà cái nhược điểm ấy là chiếc máy MP5 thì chúng ta rất là khó là mốt. Một số bác hỏi em ở trên kênh của em ấy là chiếc MP5 bây giờ em chơi game nó bị đơ ấy, thì bây giờ xử lý nào? Thực ra là không có cách xử lý đâu, bởi vì là nó là ROM chạy cứng ở trên những chiếc máy này và phải đúng file của nó thì nó mới chạy được. Như chiếc này, máy này em mua về không thể nhớ thì không thể nào mà chơi được, mà phải đúng file thì mới chơi được. Còn những chiếc máy này ấy, thì chúng ta có thể mốt và thì biến giao diện được đấy, dạng retro ấy, thì chúng ta chỉ cần tìm được cái file mà tương thích với chiếc máy này, chúng ta cài vào được là được. Mà cái file tương thích máy này nó phát triển rất là nhiều, nó có một số trang web riêng để chúng ta có thể làm được việc đấy. Nhưng mà nhược điểm là chúng ta chỉ có thể chơi game được thôi, chứ không thể nào mà làm máy nghe nhạc hay là xem phim được. Đó là nhược điểm của những chiếc máy retro này. Còn những chiếc máy ở dạng MP5, những chiếc máy này ấy, là chúng ta xem phim thoải mái. Đây này, ở trên này thì không có một bộ phim nào, nhưng mà chúng ta có bản thẻ nhớ là chúng ta có thể xem được. Đấy, chúng ta có bản thẻ nhớ là chúng ta có thể xem phim bình thường nhé. Chứ còn nghe nhạc nữa, chiếc máy này thì chúng ta không làm được việc đấy. Đó, ok. Thì ngày hôm nay em mua chiếc máy này về em review qua thôi, bởi vì nó chả khác gì chiếc máy Pauling Z6 này cả. Em đã tháo ra bên trong thì các bạn biết thiết kế bên trong như nào. Cái này hai này là y xì với nhau, chỉ khác mỗi cái tên ở trên Shopee và cái hộp đóng gói và cái một chút thiết kế ở cái mặt trước của chiếc máy này. Có đây là X66, đây thì ghi là Pauling Z6, và cái này nó kính bảo vệ ở trên, cái này thì không. Chứ màn hình cái thứ thì y xì với nhau, nó chả khác nào đâu. Nó dùng firmware chung nhau. Rất là may khi mua chiếc máy này về, bởi vì em nhìn thấy ở trên Shopee giống hệt nhau. Em nghĩ là dùng chung bên nhau mà sẽ dùng được firmware của nhau, y là em mua về và đã dùng được. Chiếc Pauling Z6 đã cứu rồi nha. Đó, thì hai chiếc máy này thì em sẽ, tất nhiên là em sẽ làm một chương trình tặng rất là lớn nếu khi kênh của em đạt được 100.000 subscribe. Còn nếu mà không được, bác nào mà muốn mua lại thì em sẽ bán rẻ nha. Giá em mua thì là 400/400 ấy, nhưng mà bác nào mà liên hệ với em thì mua rẻ thì em sẽ bán lại cho anh em mình có thể thương lượng với nhau, ok nhé. Thì các bác thấy hay thì nhớ chia sẻ cho em và nhớ subscribe kênh YouTube để em sớm làm được chương trình được 100.000 sub. Em sẽ làm chương trình tặng toàn bộ những chiếc máy mà em đang còn nếu mà chưa bán, còn nếu mà ít quá em sẽ mua thêm để làm chương trình tặng các bác. Và đơn giản nhất thì bây giờ các bác có thắc mắc gì qua comment bên dưới và các bác cho em vào like. Chào tạm biệt các bác nhé, cảm ơn các bác.